cặp còn lại Puka và Thu Vi. Lên. Cố lên Vi. Chị sợ không chị Puka? Sợ hả? Chị sợ lắm Vi à? Dạ. Anh Giang có biết không? Tú Vi gọi là Puka, Puka gọi là Tú Vi. Hai chị em song sinh mà. Hai đứa cũng rảnh ha. Một lát nữa thi á, lỡ kết quả mà chị có cao á thì em là chị nha. Còn lỡ chị thấp thì chị là chị. Ok chị rồi, không? Hiểu hiểu. Bu đừng chơi dơ vậy Bu. Ai lên trước ai lên sau? Tu xì hả? Tu xì đi chứ hả? Em một, nhường chị lên sau đi. Một, hên xui nè, số ba. Trời định đoạt. Em trước đi chị ơi, chị em ơi chị. Hai phút dành cho Thu Vi, nhanh như chớp. Rất dễ. Puka biết. Puka biết không? Yeah. Yeah. Việt Nam lần đầu tiên vô địch AFF Cup vào năm nào? Trời ơi. Quá dễ. Tháng 1 2019 phải không ta? Ê, không, tháng 1 2018. Là tháng 4 là con em đẻ con em là tháng 1 2018 phải. Không chính xác. À, em lộn qua cái cúp khác rồi. Em đang nói về cúp AFF lần đầu tiên. Đợt cái này anh đang nói về lần đầu tiên. À, lần đầu tiên hả? Là 2 2000 em không thấy báo chí hay đăng à? 2000 10 năm sau. 8. Đúng rồi. 2008. Đúng rồi nhỉ. Rồi, cầu thủ nào ghi bàn thắng quyết định làm nên chiến thắng của Việt Nam ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2008? Em biết. Ai? Công Vinh. Lên. Nở mày nở mặt rồi. Nở mày nở mặt. Câu này vô cùng đơn giản. Quốc gia nào ở Đông Nam Á không có biển? Đông Nam Á không có biển hả? Có. Dễ đúng không? Quá dạ, dễ. Lao. Lao. Lên. Điện từ còn thiếu trong câu thành ngữ sau: nước chấm 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 không cứu được lửa chấm chấm chấm. Nước xa không cứu được lửa gần. Lên. Ba rồi hả? Trời ơi, anh bất ngờ khi em lên được số 3 luôn hả? Không có, anh nhắc cái màu thôi. À, cho Puka quá. Tác phẩm nào được viết và đóng thành bộ sách nặng nhất Việt Nam? Nặng nhất Việt Nam á hả? Khi chúng ta nghĩ gì? Phân tích. Phân tích là nó phải dài. Đó, bắt đầu thông minh rồi đó. Thì thông minh, nặng phải không? Dài hay em nghĩ là truyện Kiều. Lên. Yes. Truyện Kiều là quyển sách do nhà thư pháp Nguyệt Đình thực hiện, nặng 50kg trên khổ giấy 1m và 1m6, trưng bày tại khu di tích Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Dạ. Câu tiếp theo, trong truyện Kiều, Kim Trọng họ gì? À, họ gì trời? Đọc lại, đọc lại. Kim Trọng họ gì? Họ Kim. Lên. Ủa thật luôn hả? Châu lục nào nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây? Bán cầu Tây. À, châu lục nào? À, à bán cầu Tây là nhớ ở đâu? Về đại dương, nhớ về các đại dương là sẽ nhớ được. Em không nhớ, không biết rành này, không chúc rành. Mừng. Thôi em nói đại nha. À, châu Úc nha. Không chính xác. Châu Mỹ. Không đúng. Biết. Châu Mỹ. Không có rành mà. Không có rành thì phải từ từ. À để nhắc hả? Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE hiện nay có bao nhiêu tiểu vương quốc? Này có. À, có. Tiểu vương quốc. Anh hỏi bao nhiêu thì em không biết. Mình chỉ cần trả lời con số thôi. Rồi, 8. Đại. 8 không chính xác, 7. 7. Trời ơi, mém luôn. Hay quá vậy mò mém rồi. Kể tên ba loại lưỡi được dùng làm vật dụng hàng ngày. Ba loại lưỡi. Lưỡi kéo. Lưỡi vật dụng hàng ngày, lưỡi cưa. 2. À, lưỡi lam. Lên. Một năm có nhiều nhất bao nhiêu ngày chủ nhật? Một năm mà có nhiều nhất bao nhiêu ngày chủ nhật? Trời ơi, 3, 4, 4 nhân 10, 48. 48 chắc khoảng năm mấy hả ta? 52. Không chính xác, 53. Và sau 2 phút mang về 5 đáp án, quá giỏi. Thưa quý vị, Tú Vi hay giỏi, Puka sẽ trở lại như thế nào? Mời Puka.
sao cái chai kiểu gì kỳ vậy em? Kiểu xúc sổ đổ tháo đó hả Ron? Kiểu mà cấp để thi á chị. À vậy hả? Mà chạy nhanh quá, kiến thức rớt dài dài quá hết rồi. Một lát dễ lắm em ơi, chị còn lên được tới câu 5 mà em là vô tư. 5 câu luôn hả? Ôi dễ đúng mà rồi. Em ngu vậy còn lên được câu 5, hiểu không? Ý của em là vậy đấy. Nhưng mà lỡ người ta không lên được câu 5 thì người ta là... Là ngu hơn đó. Thì đó. Chịu thôi, chứ sao. Mời lên. Puka đến với chương trình Nhân Như Chất. Em ơi, dạ. Em có hay xem bóng đá không? No. No. Chưa rồi bao sao? Giờ xem bóng đá luôn. Là em hiểu rồi đó. Ok. Không sao đâu. Không sao đâu. Đổi bộ đề khác. Hai câu đó. Không biết trả lời đại đi xong rồi trả lời câu sao sao. Nhưng mà đố bóng đá đá. Lẹo lưỡi rồi, dắt rồi. Đố bóng đá Việt Nam hay là bóng đá nước ngoài vậy chị? Việt Nam. Có thể Việt Nam thì còn có nguy cơ. Ok. Trời có nguy cơ nha. Nguy cơ đó. Đây, Việt Nam lần đầu tiên vô địch AFF Cup vào năm nào? Năm ngoái là năm 2018, mà cách đây 10 năm, 2008. Trời ơi, chừng 10 luôn. Em biết đầu. Ủa em? Tại vì á, biết sao không? Chúng tôi đề nghị hai cái bộ đàm quay qua đây. Không, đâu có nhắc đâu, em tự biết nhắc thiệt hả? Chị đoán không dạ. Lẽ bây giờ 8 mà trừ ra 10, 2018 trừ 10 em không biết. Nhưng mà hồi nãy đây dậm vô. Không có, tại vì không ngày có. Trước em có coi cái trận mà... Thôi thôi được rồi. Tức quá chị nói đi, cái câu này chị biết mà. Ngày không là sau câu này sẽ biết. Ngày trước có coi mà. Ừ, có coi thì sau câu này em sẽ biết. Có coi phải không? Có coi. Ủa mà sao em biết là cái 10 năm trước là có vô địch? Tại ngày này 10 năm trước em có đi bảo. À vậy hả? Em có đi bảo xong rồi 10 năm sau mới vừa rồi nè, em không có đi bảo. Cái em còn nói là trời đi bảo chị ồn ào khối bụi tấp nập. Cái bạn em mới nói là ủa vậy chứ 10 năm trước người ta thắng mày cũng đi bảo mà. Cái em mới nhớ lại. À ok. Nè rồi. Đi bảo nè, đi bảo trả lời câu sao nè. Đi bảo đó nha. Dạ, đi rồi. Bảo thôi chứ không có đi coi đá banh. Cái gì vậy? Đây, cầu thủ nào ghi bàn thắng quyết định làm nên chiến thắng của Việt Nam ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2008. Có đi bảo mà, đi bảo mà. Công Vinh. Chính xác. Ôi cái mặt kìa. Ôi cái mặt kìa. Em hên rồi thôi, em đừng có chảnh em. Không phải hên rồi đâu chị, em có coi thật sự. Công Vinh ghi bàn bằng cách nào? Ghi bàn bằng cách đá cho banh vô. Tào lao. Đội đầu. Đội đầu. Đá cho banh vô đội đầu. Đá cho banh vô đội đầu là sao? Là người ta đá cho banh cảnh anh đội đầu vô. À. Không, mọi người phải vỗ tay cho Puka, thật sự là Puka có coi thiệt. Có coi, mà này có coi thiệt rồi. Thật sự là cũng hồi hộp không nhớ kỹ gì không? Phải từ từ. Bây giờ hết đá banh rồi, bây giờ chuyển qua môn địa lý. Địa lý? Đúng rồi. Dạ, em cái môn giỏi... này em cũng giỏi lắm. Ô vậy hả? Dạ. Rồi. Quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á không có biển? À, là không có gì Lào, luôn nè thiệt á. Lào. Chính xác. Em chơi chương trình này bao nhiêu lần rồi, mọi người tôn trọng em được không? Em không có nhớ. Tại vì á, Lào không có cảng biển, cho nên em biết là Lào không có biển. Lào đó. Không có cảng. Em giải thích một cái thì em thông thái hẳn. Dạ. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Điền từ còn thiếu trong câu thành ngữ sao? Nước chấm 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 không cứu được lửa chấm chấm chấm. Nước chấm 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 không cứu được lửa chấm chấm chấm. Nước không cứu được lửa. Nước 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 nước, nước gì không cứu được lửa? Không biết thì xuống lên lại. Nước nước mắt. Nước mắt. Rồi, không chính xác. Sao câu thành ngữ đó em chưa nghe luôn á? Nước xa. Nước xa không cứu được lửa gần. Lâu lâu. Có đâu cứu được gần đâu. Gần là đời đời. Lửa gì đó. Em là lửa gì mà? Nước. Nước ba chấm không cứu được lửa ba chấm. Ủa vậy hả? Ờ. Thôi thôi thôi. Thôi được rồi. Cái này là sao? Xui thôi. Xui thôi. Ok. Ok. Cố lên. Tác phẩm nào được viết và đóng thành bộ sách nặng nhất Việt Nam? Của Việt Nam luôn hả chị? Đúng rồi, tác phẩm gì? Chuyện Kiều. Chính của xác. Nguyễn Du. Ủa sao em biết vậy? Chuyện Kiều dày lắm chị. Vậy hả? Dở quá.
sao vậy? Sao mọi người thái độ với em vậy? Đâu, sao em quá vậy? Ủa em thái độ lại à? Em trả lời được cái em nghĩ em hay á, bu cái mặt em kỳ đó. Mà em chưa được 5 câu mà mọi người. Mọi người thấy em thông minh lạ. Đây, em biết hết kiến thức á. Trong chuyện Kiều, Kim Trọng họ gì? Đó, đây là đi. Biết hết á. Kim Trọng họ Kim, tên Kim, họ Kim tên Trọng thì Kim Trọng. Châu lục nào nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây? Châu lục gì? Châu lục nào nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây? Cái đó là hướng Tây Ninh. Châu gì đây, châu gì đây? Châu Mỹ. Chính xác. Bàn luôn. Trời ơi, mới 3 câu à, hết giờ chưa vậy? Chưa, ráng lên. Hồi nãy em được mấy câu lúc trước? Nãy em 4 câu. Trời, xui vậy. Một câu nữa. Ráng lên làm rạng danh coi. Cho em bằng thôi cũng được nữa. Kết để coi đồng đội em, buồn em lắm. Rồi, đưa con số thôi nha. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE hiện nay có bao nhiêu tiểu vương quốc? Tiểu vương quốc. Không biết được thì chọn số thôi. Mình thích nhất đi. Các tiểu, nói lại cho chị ơi. Cái câu này phải câu hỏi không? Câu hỏi đó là câu gì? Hỏi lại coi chị. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hiện nay có bao nhiêu tiểu vương quốc? Em cứ đưa con số đi, tại vì chị thấy cái này quá khó. Đưa đại con khó số hả? Đưa lùi đi. Con số em thích hay gì đó em đưa con đi. Con số em thích là con số 3, 2, 1. Không chính xác. Ủa chứ số nào mới số 7 thì sao? 7, 3 chìm, 7 nổi. Hồi nãy thì nói là nổi nổi, đi là em biết số 7 rồi. Đây, kể tên 3 loại lưỡi được làm được dùng làm vật dụng hàng ngày. Lưỡi 3 loại lưỡi. Lưỡi cưa, lưỡi liềm. 2. Lưỡi hái. 3. Chính xác. Một năm có nhiều nhất bao nhiêu ngày chủ nhật? Một năm có nhiều nhất bao nhiêu ngày chủ nhật hả? Có 5 ngày chủ nhật, một tháng không một tháng. Đây nè, một năm đó. Một năm đó có nhiều nhất bao nhiêu ngày chủ nhật? 5, 10, 15, 20, 25. Ủa lộn gì? 4, 5, 8, 10. Em nghĩ em tính 5, 10 trên này mà em tính ra được hả?